tháng 6 năm 2001 là chấm dứt thử nghiệm. Mọi người hồ hởi lắm, bắt đầu được Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mở ra là Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương, Hammer lên đường. Cứ tưởng là dễ, cứ như là lao vào cái bức tường bật ngửa trở lại. Bắt đầu kinh doanh chính thức dịch vụ VoIP 178, Viettel đặt ra mục tiêu mở rộng kinh doanh trên toàn quốc. Người Viettel ngày đó gọi là đi mở mạng, và để tiết kiệm chi phí thường là đi bằng tàu hỏa. Tiến hành tổ chức thực hiện, làm sao phải nhanh, phải làm tốc độ. Bởi vì mình cứ hình dung ra, chỉ cần sau một đêm thôi, nếu như mình kết nối được với một tỉnh thành nào đó thì có hàng nghìn khách hàng mới. Cũng có những tỉnh thành tạo điều kiện thuận lợi cho mình, ví dụ như Bưu điện Bình Dương, Bạc Liêu, Sóc Trăng. Nhưng mà cũng có những cái họ đưa ra mà mình cũng hơi bất ngờ. Ví dụ như các anh ở Đồng Nai chẳng hạn, thì anh ấy nói rằng là với phía Nam này thì anh phải đàm phán với tôi một cái kết nối mới. Viettel phải đi ký với tất cả các tỉnh, mỗi tỉnh một hợp đồng. Bưu điện tỉnh là các đơn vị VNPT có những tính độc lập tương đối. Mỗi một tỉnh họ có một cái trung tâm kinh doanh riêng, cũng được quyền tự chủ, được quyền quyết. Không phải giám đốc nào của VNPT cũng đồng ý cho Viettel là kết nối cuộc gọi với cái địa bàn của họ. Lên thành phố Pleiku nằm trên đến mấy tháng trời, hàng ngày buổi sáng chạy sang bên bưu điện, tiến triển cái gì đấy thì mình triển khai tiếp, còn nếu họ bảo là không cái này thì bọn tôi còn đang họp thì lại đi về. Đồng chí Đại, đồng chí Phương với tôi đi Zarai. Zarai là duy nhất ở Việt Nam cộng thêm đường dài nội tỉnh, có nghĩa là gọi nội tỉnh nhưng phải chịu cái giá cước đường dài. Chúng tôi rất là xúc động, thì sau khoảng độ 3 tuần thì chúng tôi mở mạng được dịch vụ Voice over IP trong Đà Nẵng. Thế nhưng mà mở thì cũng chỉ trong một thời gian rất là ngắn thôi, thì dịch vụ lại bị ngắt. Bên bưu điện mới nói rằng là cần lãnh đạo công ty vào để làm việc. Làm việc với phó giám đốc bưu điện Nha Trang, hai bên đã ký vào văn bản, còn đóng dấu nữa thôi. Mọi cứ tưởng là dễ quá, nhưng mà đến ngày hôm sau đồng chí giám đốc không công nhận kết quả đó. Kết nối Khánh Hòa rất là khó. Mình thì muốn phải kết thúc cái việc này trước Tết, nhưng mà họ thì kéo dài. Khánh Hòa 27 Tết họ mới báo chúng tôi là được quyền kéo cáp để kết nối 178. Ngay hôm đó phải đi kiếm được người. Ngày 9 ấy, thì người dân mình đã chuẩn bị nghỉ Tết rồi, bắt chúng tôi phải làm các cái rách đúng quy chuẩn của họ. Chúng tôi cũng phải lần mò ra ngoài đi tìm các cơ sở kinh doanh sắt để tôi năn nỉ. May quá có một ông giá thật cao tôi làm. An Giang là một tỉnh rất là khó khăn, cũng cho phép mình vào để mình khảo sát thiết kế. Trong 2 ngày là chúng tôi có thể làm xong ngay, nếu như mà làm xong thì cũng chờ. Cái tỉnh khó đấy là tỉnh Bến Tre. Bưu điện tỉnh Bến Tre thì đặt ra vấn đề là chúng ta phải trả 10%, gọi là chi phí in thu hộ. Chúng ta cũng chấp nhận cái thỏa thuận khung giữa công ty điện tử Giao thông Hà Nội với tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam, thì các cái chi phí đã được tính gọi là cước kết nối. Có tỉnh phải đi mất cả 2 năm, như là Bình Thuận. Một cái tỉnh rất là khó là Thanh Hóa. Trước tôi là có một tốp vào một bên Thanh Hóa rồi, chọn những ông nào đấy mà đi nhiều rồi, va vấp nhiều rồi, đúng vào Thanh Hóa khó thật, quá khó. Những cái yêu cầu về mặt kỹ thuật của Thanh Hóa rất là khó khăn. Ví dụ cái cáp điện này muốn triển khai phải được Thanh Hóa phê duyệt. VNPT họ cũng hiểu hết cái xu thế kết nối đi xuống dưới bưu điện tỉnh thì có nơi cản trở chúng tôi, cho nên chúng tôi cũng gặp một số khó khăn. Đặc biệt là khi mà mở mạng kết nối thì cũng có nhiều tỉnh cho rằng không có cái lý luận nào là cái lý luận ông kinh doanh trên cái thiết bị của tôi. Trên tinh thần đấy chúng tôi cũng bình tĩnh giải quyết. Họ biết rằng họ không cưỡng lại được, nhưng họ có thể làm chậm tiến độ này. Có những giám đốc nói rằng là một năm sau tôi tiếp xúc với các anh. Khi đi đàm phán với các tỉnh thành ấy, thì mình xác định là họ phải hiểu mình cũng phải hiểu họ. Viettel tinh thần là mình cầu thị, xác định luôn là mình nhờ người ta. Chúng tôi tự coi mình đi xin đi, để mình cảm thấy thoải mái, xin cho được. Năm 2001, ban lãnh đạo của Viettel ra quyết định phải xây dựng và duy trì các điểm hiện diện của Viettel tại địa bàn tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam, thường được gọi là POP, dù khi đó mới chỉ có dịch vụ VoIP 178. Khi mà có người có thể đàm phán với VNPT ở tại tỉnh, nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Những cái bước đi đấy của Viettel thực sự có tính chiến lược để cho những cái nhân viên như chúng tôi là cũng nhìn ra được cái đường đi của mình để cho cái sản phẩm dịch vụ của mình nó có thể đến được đông đảo với cả người dân hơn. Hồi đấy là 24 tuổi, tôi phải gặp làm việc canh bưu điện toàn có chú các bác. Ban đầu cũng là hơi rụt rè mình, nhưng mà mình cũng vẫn phải là quyết tâm trình bày các quan điểm của mình, tranh luận câu chữ trong điều khoản rồi những cái vấn đề liên quan đến kỹ thuật. Thực sự là cũng phải cảm ơn ban tổng đốc trong giai đoạn đấy, thực sự là cứ đẩy mình vào việc khó để cho mình rèn luyện và trưởng thành rất nhiều.
áp lực với một cái nhân viên đi mở mạng như tôi ngày xưa, thì ngoài câu chuyện về kỹ thuật thì là câu chuyện mà phải xây dựng bộ máy, tuyển nhân viên kinh doanh, tuyển nhân viên công nghệ thông tin, tuyển nhân viên kỹ thuật, thu thập hồ sơ tổ chức để phỏng vấn, để tuyển gọn vào, sau bộ máy vào thì lại tổ chức đào tạo. Ở cái giai đoạn đấy mình mới hiểu rằng là làm viễn thông như thế nào để chúng ta quyết tâm đi những bước tiếp theo. Thì lớn nhất mà chúng ta phải vượt qua chính là bưu điện các tỉnh thành va đập liên tục trong quá trình đi mở mạng. Cái chuyện cạnh tranh trong viễn thông thì không có gì là mới, nhưng vấn đề là ở nước chúng ta bắt đầu có cái sự cạnh tranh đấy, nó đi vào thực tế mới là một cái khó nữa. Chứ hồi đấy ấy, mà làm 178 mà nó cứ nhẹ nhàng, không phải chiến đấu gì cả, thì thằng Viettel sẽ béo phì ra, sẽ dừng lại ở đấy. Cái khó nó tạo nên Viettel. Lịch sử Viettel nên là cơ bản nó lớn lên vì cái sự khó khăn.